Chúng ta xem tiếp tục xem xét hai cái bài toán tìm tham số để giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số, tất nhiên là hàm phụ thuộc tham số đạt giá trị lớn nhất. Hai bài toán này ha, hai bài toán này chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt của hai bài toán này về cái cách xử lý. Cái khác chúng ta điểm qua cái ý tưởng chính ha. Chẳng hạn như nếu chúng ta có được điều sau, ý tưởng thô ha, chúng ta có fm đã đánh giá được cái điều sau, quan trọng là tìm cái con m số thật ha, số thật m. Trên tập số thật luôn đi, giá trị nhỏ nhất nè, nó nhỏ bằng con số m ha. Có được điều này thì chúng ta sẽ suy ra được giá trị lớn nhất m thuộc m tập số thật, min của f m trên tập số thật nó sẽ nhỏ hơn bằng m lớn. Vấn đề đặt ra là cái dấu bằng này có thể xảy ra hay không ha. Thật ra trước đó chúng ta cần đặt ra câu hỏi là chọn m, xác định m lớn thì như thế nào ha. Thường thì m lớn này có thể xác định thông qua hai cách dưới. Cách thứ nhất, liệu rằng có một con x0 ha, sẽ cho fm tại x0 nó không phụ thuộc nhà m. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được là chẳng hạn đây là một cái con B đi ha. Thì chúng ta sẽ suy ra được giá trị nhỏ nhất của FM trên tập số thật chắc chắn nó nhỏ bằng B. Từ đó sẽ suy ra được giá trị lớn nhất của giá trị nhỏ nhất này với M thuộc tập số thật B. Thường gì thì nếu như trong trường hợp đơn giản thì cái điều này nó sẽ đảm bảo được cái dấu bằng xảy ra ha. Thì trong cái tình huống này thì chúng ta cần xem xét cái dấu bằng có thể xảy ra hay không ha. Điều này có nghĩa là tồn tại cả hai cái này luôn ha. Thì nó giống nhau riêng cả thôi. Có nghĩa là tồn tại cái tham số m nào đó cho giá trị nhỏ nhất m0 này trên tập số thật này đúng bằng m lớn. Nếu có được điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ có được là max này, cái min này nè, giá trị nhỏ nhất của fm nè trên tập số thật nó bằng m lớn luôn, tương tự như bên dưới. Tuy nhiên đôi lúc cái điều này nó không đảm bảo. Chúng ta xét cái tình huống thứ hai. Tình huống tiếp theo, giả sử tồn tại các số alpha beta số thật, tồn tại alpha beta thuộc tập số thật x1 x2 là các số thật. Ở đây chúng ta có thêm cái giả thiết cho alpha beta là gì ha, sao cho alpha fx1 cộng beta fx2 bằng c là hằng số ha. Các số thật này nó không phụ thuộc vào m ha. Đây này, cả hai số thật này không phụ thuộc m. Thì lúc đó chúng ta chú ý rằng một cái điều quan trọng, một cái điều kiện quan trọng này, là các cái hệ số này nè nó phải dương ha, hoặc ít nhất cũng không âm.
thì khi đó chúng ta sẽ có được đánh giá sau. Alpha cộng beta. Nhớ rằng là cái điều kiện alpha beta là không âm là điều quan trọng. Giá trị nhỏ nhất của bé. Alpha beta không âm và không đồng thời bằng không ha. Beta dương là không âm. Alpha cộng beta dương. Đừng quên điều kiện này ha. Đó, giá trị nhỏ nhất của Fm trên tập số thực nó sẽ nhỏ bằng alpha lần f(x1) cộng cho beta lần f(x2) nó bằng c. Ở đây chúng ta có ràng buộc alpha beta không phụ thuộc vào tham số m ha. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến mi mắc của mi luôn thuộc tập số thực. Min của Fm trên tập số thực nhỏ bằng c trên alpha cộng beta. Thì chúng ta có cái đánh giá như thế này, nhưng chúng ta vẫn đặt ra câu hỏi liệu giáo bằng có thể xảy ra hay không ha. Tức là tồn tại một cái tham số m zero nào đó sẽ cho giá trị nhỏ nhất của fm zero trên tập số thực đúng bằng con số này. Thì nếu có được điều đó thì chúng ta đã tìm ra được mắc min ha. Chúng ta tiến hành giải quyết hai bài toán bên dưới. Ở bài toán này chúng ta cần chú ý ha. Ở đây cái trong cái chuyện đó này nè, cái tam thức bậc hai nó có hai nghiệm là hai nghiệm trái dấu ha. Thì cái việc mà hai nghiệm đó trái dấu nó là một cái điều quan trọng để đảm bảo được cái điều trên đây. Cái hệ số này nè, alpha beta của chúng ta dương, rồi nó đảm bảo được đẳng thức này xảy ra. Hai cái hệ số này dương rất là quan trọng để có cái đánh giá bên dưới này. Chẳng hạn có một trong hai hệ số này nó âm, mà hai hệ số này trái dấu, chúng ta rất khó, thật ra chúng ta không có được cái đánh giá bên dưới này. Để chúng ta có được đánh giá ước lượng cho mắc của min. Vậy là cái tam thức bậc hai trong cái chuyện đó này nó có hai nghiệm trái dấu là cái điều quan trọng ha. Rồi x1 x2 là hai nghiệm của tam thức bậc hai, hai nghiệm của phương trình. Chúng ta không cần xác định hai nghiệm cho từng bên ha. X bình phương trừ 4x trừ 7 bằng 0 với x1 nhỏ hơn 2. Và chúng ta có thể lưu ý là con 0 nó chen giữa hai con này. Lưu ý rằng là không chỉ cái việc mà cố gắng tìm ra cái hệ thức độc lập giữa f(1), f(2) với m cũng không có thật sự có nghĩa nếu như hai cái hệ số này nó phụ thuộc vào m, hoặc là hai cái hệ số này nó trái dấu, hai hệ số này cùng dấu, hay là thật ra cũng tương đương với hai cái hệ số này cùng dương ha, và không phụ thuộc vào m thì chúng ta mới làm được công việc bên dưới. Ta chú ý là tại sao chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái giá trị này, bởi vì hai cái giá trị này là hai cái giá trị tới hạn của fm nè. Với mọi m thì đều có hai cái điểm tới hạn này, là khả năng hàm số nó sẽ đạt cực trị tại hai điểm này ha, hai cái điểm mà tại đó đạo hàm tại 1 tại 2 của hàm số này, hàm số này nó không có đạo hàm tại hai điểm này ha, là hai điểm tới hạn. Chúng ta nhớ lại một lần nữa ha, hàm số chúng ta nó sẽ đạt cực trị tại những điểm tới hạn, là những điểm mà tại đó đạo hàm không tồn tại hoặc là bằng không. Thì x1 là những điểm mà làm cho đạo hàm tại đó không tồn tại.
với bất kỳ m luôn ha, x1 2 nó không phụ thuộc em m đâu. Tiếp theo là chúng ta tìm ra cái hệ thức độc lập giữa f m x1, f m x2 với m. Đổi màu đi ha, ta có f m x1 thì sẽ bằng là m x1 m x2 nó bằng m2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cái hệ thức độc lập. Đối với m là ta chỉ nhân thêm x2 đây rồi trừ thôi ha. Nhưng chúng ta đã do đó x2 f(x1) m1 cộng cho chính xác là trừ cộng cho trừ x1 nhân cho fm bằng 0. Thì ở đây chúng ta chú ý rằng là hai cái hệ số của chúng ta không phụ thuộc vào m và dương ha. Ở đây chúng ta có ha, nhớ ha, hai cái hệ số này độc lập với không phụ thuộc vào m và dương. Đó là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta có được cái đánh giá tiếp theo ha. Đó. X2 nè nhân cho giá trị nhỏ nhất của fm trên cho tập số thật nè thì nó nhỏ bằng x2 nhân cho fm tại x1. Chúng ta nhớ rằng là giá trị nhỏ nhất của hàm F trên tập số thật thì nhỏ bằng giá trị của hàm FM là FM tại cái điểm bất kỳ. Ở đây chúng ta sẽ chọn hai cái điểm tới hạn, cụ thể là x1 nha, như bên trên để chúng ta đánh giá ha. Điều này đúng với mọi M luôn. Và tương tự trừ x1, nhớ x1 âm ha, trừ x1 dương min FM trên tập số thật nhỏ bằng trừ x1 f m x2. Điều này đúng với mọi m thuộc tập số thật. Từ đó chúng ta suy ra x2 trừ x1 nhân cho min của f m trên tập số thật nhỏ bằng x2 fm x1 trừ x1 fm. Theo cái nhận định bên trên thì cái này nó sẽ bằng 0 ha. Nhớ rằng x2 lớn x1 ha. X2 trừ x1 dương nè. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được từ đó chúng ta suy ra min của cái chỉ nhỏ nhất của fm trên tập số thật nhỏ bằng 0. Suy ra do đó chúng ta có được mắc m thuộc tập số thật cái chỉ nhỏ nhất của fm số thật nhỏ bằng 0. Vì mắc min nhỏ bằng 0 ha. Và chúng ta có thể đánh giá thật ra nè. Muốn dấu bằng xảy ra ha thì chúng ta phải có là fm tại x1 nè bằng min nè, fm tại x2 cũng bằng min luôn nè. Và hiển nhiên nó phải bằng 0. Bằng xảy ra khi là khi và chỉ khi luôn á. F m
Chứ chị nhỏ nhất của em mà. Trên tập số thật bằng Fm tại 1 bằng Fm tại 2 bằng 0. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là m x1 chính là m x1 bằng x1 các không, từ đó chúng ta đã suy ra được m không luôn ha. Hay mòn không. X thì nó bằng x1 hoặc x2. Vậy chúng ta có được giá trị lớn nhất của giá trị nhỏ nhất trong trường hợp này bằng không. Kỹ thuật khá là cơ bản ha. Cái điều quan trọng ở đây là hai cái nghiệm của tam thức hai này nó trái dấu ha, thì chúng ta tạo ra cái đẳng thức này với các hệ số dương. Chúng ta qua xử lý cái bài toán thứ hai, chúng ta sẽ thấy gặp chúng ta có những cái trở ngại liên quan tới cái việc đảm bảo hai cái hệ số này dương ha. Đại loại là chúng ta chỉ cần là hai cái hệ số này cùng dấu là được rồi. Xem xét thì chúng ta thấy được rằng cái phương trình x bình phương trừ 5 x bình phương nè trừ 5x nè cộng 4 nè bằng 0, đương x bằng 4. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cái hệ thức độc lập giữa Fm1 với Fm2 chính là 4 lần Fm1 trừ cho Fm 4 không. Trong cái đánh giá này chúng ta sẽ thấy rằng là cái hệ số này là hai hệ số này trái dấu ha. Tức là đây là hệ số alpha, đây là hệ số beta. Suy ra alpha nhân beta. Thì chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ không đánh giá được ha. Hai hệ số trái dấu chúng ta không thể có được cái đánh giá mong muốn. Như vậy là chúng ta không thể tiếp cận bằng cái cách bên trên ha. Nhưng thật may mắn, chúng ta tưởng đâu là bế tắc nhưng mà thật sự nó là cái trường hợp này nó đơn giản hơn trường hợp trên rất nhiều. Cụ thể như sau, chúng ta nhận thấy đừng quên rằng là cái giá trị tương ứng với x bằng 0 thì Fm0 á, nó không vượt chạm m ha. Trong tình huống này chúng ta sẽ có cách xử lý đơn giản hơn so với cách bên trên. Chúng ta có hai cái cách tiếp cận ha. Xác định cái chặng trên do cái mắt mình. Cách cơ bản nhất nè, tìm alpha sẽ cho Fm alpha nè, tìm x0 chứ sẽ cho Fm x0, nó không phụ thuộc vào m. Đó là một ý tưởng. Ở đây chúng ta dễ thấy rằng là con x0 sẽ cho Fm tại x0 nó không phụ thuộc vào m, thì đó chính là không ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ không chọn hai cái điểm tới hạn của hàm hàm trị tuyệt đối này ha. Fm0 dễ thấy nó bằng 4 ha. Khi đó chúng ta sẽ có giá trị nhỏ nhất của Fm trên tập số thật thì nhỏ hơn bằng giá trị của hàm số tại cái điểm Fm tại điểm bất kỳ. Cụ thể đây là ta chọn không bằng 4. Từ đó chúng ta sẽ nhận được mắc min
M thuộc tập số thực, min của F trên tập số thực, FM trên tập số thực nhỏ bằng 4. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem dấu bằng có thể xảy ra hay không ha. Bằng xảy ra khi giá trị nhỏ nhất của hàm F M trên tập số thực nó đúng bằng giá trị FM tại không bằng 4 ha. Thì rõ ràng chúng ta sẽ suy ra được là đạo hàm của FM tại không nó bằng bằng không ha. Do đó điểm x bằng không này là một cái điểm cực trị, thật ra là cực trị toàn cục luôn đó. Khi đó đạo hàm FM tại không bằng không. Ta lưu ý rằng mình tính nhanh thôi ha. Trong một cái lân cận của không nè, thật ra trong cái khoảng ở đây là nãy chúng ta biết được tam thức bậc hai này có hai nghiệm là một với bốn nè, trong cái khoảng không nó nằm trong khoảng một bốn ha, ở nhầm ngoài khoảng một bốn, không nằm ngoài khoảng nè, thì lúc đó cái dấu của tam thức bậc hai này nè, trong cái tức là chúng ta đang xét trong lân cận của không thì dấu của tam thức bậc hai này nó không đổi nè, nó dương luôn ha. Lúc đó FM x bằng là x bình phương nè trừ 5x nè cộng 4 nè cộng m nè. Mẫu x thuộc cái khoảng trừ 1 1. Thì lúc đó chúng ta có tính đạo hàm của FM thì nó ra là 2x trừ 5 cộng m. FM tại không, đạo hàm của FM tại không thì đạo hàm nha. Bằng không tương đương với m bằng 5 ha. Chúng ta tìm ra được m bằng 5 ha. Chúng ta kiểm tra lại xem coi cái hàm FM tương ứng nè, tức là F5 nè, có đạt giá trị nhỏ nhất tại không hay không ha. Ta thấy FM F5 tại không thì bằng 4 và FM tại 5 nhầm F5 tại M là tại ý chứ. Bằng trị đó x bình phương trừ 5x cộng 4 5x. Chúng ta cộng thêm 4 vô ha. Thì sao lại trừ 4 chứ? Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra được F5 tại x là luôn lớn bằng 4 ha. Nhiên nếu như 5x trừ 4 mà nó lớn bằng 0 sẽ hai trường hợp ha. Khi 5x trừ 4 lớn bằng 0 hiển nhiên là cái chữ đó là công âm cộng số công âm thì chúng ta có 5x 5 5 F5 tại x luôn lớn bằng 4. Ngược lại khi 5x trừ 4 mà nó âm thì lúc này chúng ta mới cần xem xét nè. Lúc đó thì chúng ta sẽ có trừ 5x cộng 4 nó dương ha. Thì lúc này chúng ta sẽ có được F5 nè, x nè. Thì cái phần trong trực đối này nè, nó không cần trực đối nữa. Trong ruột này nó dương luôn nè. X bình phương trừ 5x cộng 4 cộng 5x trừ 4 cộng 4 thì nó bằng là x bình phương cộng 4 lớn bằng 0. Ở đây chúng ta cũng sẽ có được
Như vậy là từ đây chúng ta sẽ có được là giá trị nhỏ nhất của hàm F5 này nè, thì nó sẽ bằng là 4 và đạt được tại 0 ha. Đó. Giá trị nhỏ nhất của F5 trên tập số thập bằng F5 tại 0 bằng 4. Chính vì thế chúng ta có được cái dấu bằng ở trên này xảy ra. Tức là max của min nó bằng 4. Như vậy cái trường hợp cái tam thức bậc 2 ở trong cái chuyện đó mà nó có hai nghiệm trái dấu thì chúng ta còn xử lý còn dễ hơn so với trường hợp bên trên ha. Trường hợp xem lại trường hợp mà cái tam thức bậc 2 có hai nghiệm trái dấu. Như vậy chúng ta sẽ có một cái tổng kết. Chúng ta xét cái tam thức bậc 2 AX bình phương cộng PX cộng C với A khác 0, BC là cái số thực cho trước và delta delta dương ha. Phương trừ 4 là gì? Thì chúng ta xét cái trường hợp thứ nhất AC trái dấu. Ở đây chúng ta xét chung ha, một cái con FM nè bằng trị đối AX bình phương nè cộng BX nè cộng C nè mới bằng các cái lý luận tương tự như bên trên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là min max của min thôi. Thì nó sẽ bằng 0 ha. AC trái dấu. Trường hợp thứ hai AC dương. Mắc min m m thuộc tập số thực bằng bằng c đạt được khi ha. M bằng M bằng trừ B và C bằng nhầm X bằng 0. Để suy nghĩ kỹ lại ha. Để xem A có cần A phải dương hay không ha. M thì bằng trừ B. Thật ra nó có A trừ trừ B nhân dấu của A ha. Nhân dấu của A tức là nhân A chia cho trị đối A nha. Kết quả nó như này trừ b trừ ab trên cho trị đối của a, tức là b nhân trừ b nhân dấu của a ha, như vậy mới đúng. Còn cái này đạt được khi
m bằng 0 x thì nó bằng x1 hoặc x2. Với x1, x2 là hai nghiệm của tam thức bậc hai này ha. Cơ bản như vậy ha. Bạn có thể làm dùng các lập luận tương tự như bên trên để có được các kết quả này. Và cái trường hợp bên dưới này, chúng ta chỉ dùng cái thông tin là fm tại 0 á. Bằng trị đối chính xác là trị đối C nha. Trị đối C không phụ thuộc vào m ha. Còn cái bên trên á thì chúng ta sẽ dùng cái đấy điều sau. X2 F MX1 cộng cho X1 FM. À, nếu như hai con x1 hai nó cùng dương thì chúng ta sử dụng luôn, còn nếu hai con này cùng cùng âm thì chúng ta sẽ dùng thêm cái dấu trừ vô để bạn đảm bảo được rằng các hệ số nó dương ha. Cơ bản là như vậy. Cái lý do mà người ta không xét trong trường hợp delta nó nhỏ bằng không ha, thì lúc đó nó trở thành bài toán tầm thường ha, lúc đó cái trị đó nó không cần thiết nữa. Đó, ta kết thúc ở đây.